Dạ vâng, em Tùng chào anh em. Thì hôm nay em Tùng lên cho anh em xem một cái máy vặn vít nhỏ gọn nhẹ, chuyên dành cho những anh em làm điện tử, rồi máy giặt, nói chung là làm điện tử nha anh em. Thì The One DF680, cái này hàng từ Mỹ về, hàng Việt Nam không có nha anh em, và hàng Mỹ nó có chứng nhận UL. Và tốc độ của nó là từ 0 đến 430 vòng trên phút. Cái máy này nó là đi kèm với nó là hai pin 8V này, và một sạc điện 120V vì nó Mỹ về. Và cái giá của cái máy này là 3 triệu. Rồi, tốc độ của nó là 430 và nó có 15 cái cấp độ trượt nha anh em. Đây. Rồi, nó gập được. Mở khóa để gập ha. Rồi, pin 8V. Đấy. Cái này là nó tự nghiêng nghiêng qua là nó tự chạy ha. Rồi, nó thẳng luôn nha nè. Đấy. Nó có cấp độ trượt để cho anh em làm điện tử thoải mái luôn. Nó có báo hở pin trên này luôn. Đây, cấp độ trượt. Rồi, anh em quan tâm liên hệ 0962232180. Cái máy này em Tùng, bên Tùng sẽ tặng cho anh em cái mình bỏ vít trên này. Đây. Wow, quá đã ha. Rồi, cảm ơn anh em.